Chào mọi người đến kênh em mong muốn của mình nha. Video này mình sẽ giới thiệu mọi người một chương trình này góp nhận từ dáng coi phần lên xin các bạn. Để tham gia game này các bạn click phần link mô tả mở Telegram của một start chatbot các bạn. Đây website của nó, các bạn vào tìm hiểu chat thông tin website các bạn. Một tôi cần CNF này bằng 120 USDT ta. Khi xem giá này các bạn sẽ nhận được 0.025 CNF các bạn. Chạy trên tán TC mở. Nhiệm vụ đầu tiên thì các bạn join kênh group Winseller nè các bạn. Một kênh có 93 dự án này mới ra các bạn. Join tiếp kênh Winseller. Hai kênh. Rồi các bạn join vào các bạn. Con này có khoảng 3 đô 0.025. Có khoảng 3 đô ạ. Rồi các bạn join vào các bạn. Con này không biết, chưa biết cái sao nào nữa ta. Rồi các bạn bắt đáp lên các bạn. Rồi theo qua thì các bạn follow và tweet các bạn. Rồi theo qua thì các bạn theo dõi các bạn. Rồi các bạn like và tweet về game nữa nè các bạn. Sau này tôi cần này nó có về mình sẽ bán, mình sẽ làm cái video hướng dẫn các bạn tự bán các bạn. Rồi các bạn test lại nè. Rồi các bạn bắt đáp lên các bạn. Các bạn bắt đáp lên bot nè. Các bạn ghi vào apply new free drop các bạn. Câu này thấy giá khá là cao nên mình làm các bạn. Rồi đầu tiên thì các bạn điền địa chỉ email của tất cả các bạn vào nè các bạn. Rồi các bạn điền địa chỉ username Telegram các bạn. Các bạn vào setting copy địa chỉ username của tất cả các bạn nha các bạn. Rồi username theo word thì các bạn mở trang trader của mình các bạn. Điền copy username trader của bạn quá, tweet các bạn á. Còn MMO của bạn. Rồi. Rồi tiếp tục là các bạn dùng địa chỉ cho link chạy trên tảng TC20 các bạn. Các bạn có thể dùng ví có thể dùng ví chocolate trên tôi cần blockchain nha tất cả các bạn. Mình thì dùng ví cho link, mình khuyên tất cả các bạn nên dùng ví cho link nha tất cả các bạn. Rồi các bạn bấm nhau vào reset nha các bạn. Các bạn cứ tiếp tục mà chatbot kiếm những đồng coin pin các bạn chưa lít sàn hoặc là lít sàn các bạn. Sau này nó lít sàn thì các bạn có thể bán thôi. Rất là ngon nha tất cả các bạn. Rồi các bạn copy nha các bạn. Chạy lên bot nè. Bạn bắt vào nè. Rồi các bạn dán vào nha các bạn. Rồi các bạn gửi địa chỉ cho nó các bạn. Rồi các bạn bấm vào một gạch này nè các bạn. Rồi các bạn bấm vào một invite, các bạn sẽ thấy cái liên kết của bạn và sẽ ông bài vô thân. Vì video mình đến đây kết thúc. Chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nha.